Hello các bạn, hôm nay có tin mừng cho các bạn là Mỹ đã có nói là tháng cuối tháng 4 này là sẽ có thuốc để cái bằng là vaccine, thuốc ngừa trị virus Vũ Hán. Cuối tháng 4 sẽ có thuốc, người ta lấy máu của cái người mà nhiễm bệnh mà đã khỏi rồi đó, người ta đã thử trên người, nó cho ra là 99.9% là thành công. Rồi cuối tháng cuối tháng 4 này á giờ đang nói chuyện cười. Không, cái này em tin mừng báo cho các bạn biết nha. Ok, thank you, bye, mừng quá.